Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lisa hóa lão sư khi nhận xét vũ đạo của em gái Blackpink, khuyên một câu đúng chuẩn tiền bối nhà người ta. Lisa mới đây đã khiến các fan thích thú khi xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu của nhóm nhạc em gái Blackpink. Sau khi công bố toàn bộ 7 thành viên của Baby Monster, nhóm nhạc em gái Blackpink, mới đây YG tiếp tục tung ra đoạn video giới thiệu rõ nét hơn về em út của nhóm là Chikuta. Dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng Chikuta đã thể hiện rõ tài năng nổi trội với khả năng vũ đạo được so sánh với main dancer của Blackpink là Lisa. Đặc biệt trong video được công bố, YG còn hé lộ khoảnh khắc Hai thành viên người Thái Lan của Baby Monster là Chikuta và Farita đã có cơ hội gặp Lisa của Blackpink. Là những người đồng hương nên cuộc gặp gỡ giữa tiền bối Lisa và hai đàn em khiến người hâm mộ thích thú. Cũng trong đoạn clip, Chikuta và Farita đã đưa cho Lisa xem video nhảy của mình và mong muốn được lắng nghe lời khuyên từ tiền bối. Giây phút Lisa chăm chú xem clip khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh lisa lão sư ngày nào tại sâu thực tế thanh xuân có bạn tuy nhiên trái ngược với sự nghiêm khắc tại chương trình sống còn lisa đã vô cùng vui vẻ và chia sẻ với đàn em những lời khuyên hữu ích lisa tỏ ra vô cùng bất ngờ khi ở độ tuổi còn khá nhỏ nhưng chikuta và farita đã có thể nhảy tốt trên đôi giày cao gót về chikuta em út blackpink nhận xét dù đàn em không được đào tạo thời gian dài nhưng đã có thể làm hoàn hảo như những người khác Riêng về Farita, Lisa đưa ra lời khuyên cho đàn em về việc phải nhìn vào đâu khi biểu diễn. Em nhìn vào chính giữa camera đi, cứ thử trước đi đã, hẳn em vẫn còn cảm thấy xấu hổ nhưng đừng xấu hổ nhé, hãy làm điều đó nhé các cô gái. Hình ảnh Lisa đưa lời khuyên cho hai hậu bối nhóm Baby Monster khiến các fan của Blackpink không khỏi tự hào. Những lời chia sẻ đầy chân thành của Lisa còn làm nhiều người khẳng định cô đúng chuẩn tiền bối nhà người ta khi luôn ân cần và hỗ trợ hết mình cho đàn em. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Knew 24 giờ.